em tên là Phạm Thanh Bình, em là sinh viên vừa tốt nghiệp năm vừa rồi của trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội. Em đến với Isaac như thế nào? Em được biết đến Isaac có một trang trên Facebook ạ. Trang web của Isaac trên Facebook. Và em đã vượt qua cái vòng phỏng vấn và tuyển chọn của Isaac như thế nào? Đây là một cái dự án của Isaac. Thì dự án này chúng ta bọn em có một cái vòng phỏng vấn riêng. Thì hôm ấy bọn em đến phỏng vấn khoảng tầm 15 phút, các bạn phỏng vấn bằng tiếng Anh. Sau phỏng vấn thì bọn em trước đấy thì có một vòng là qua hồ sơ nữa. Trong hồ sơ thì cũng nói rõ về bản thân mình và những đặc điểm mà mình nghĩ là mình phù hợp với chương trình của dự án này. Thế sáng nay khi mà đến tham gia các sự kiện của Isaac thì em có thấy là nó đúng như là những gì em tưởng tượng về chương trình hay không? Nó thậm chí là còn hơn cả những gì em tưởng tượng nữa. Bởi vì trước khi đến với chương trình em nghĩ là dự án sẽ là một cái gì đấy mà giúp em hiểu rõ hơn về đi du lịch, về chuẩn bị những cái gì cho bản thân mình có những kiến thức gì hay là những hành trang cần thiết cho bản thân. Nhưng đến đây thì em thấy là mình được tham gia vào những hoạt động mà có bạn bè ở các nơi bốn phương cũng đến cùng tham dự nữa. Và mọi người cùng hoạt động với nhau trong một nhóm như thế, cùng suy nghĩ, cùng tìm ra ý tưởng, đưa ra một chương trình theo riêng mỗi nhóm. Thế em đã đi du lịch được nhiều nước chưa? Em từng đi du lịch khoảng 3 nước thôi ạ. Em từng đi Singapore, đi Lào và đi Indonesia. Thì trong tương lai em muốn đi du lịch những nước như thế nào nữa? Em vẫn dự định là muốn được đi du lịch châu Âu nữa. Châu Âu này. Và có một số địa danh nào có thể kể lên cụ thể được không? Vì hôm nay thấy đây có các bạn đến từ Đức này, bạn đến từ Hà Lan này, và đến từ Trung Quốc nữa. Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha đúng rồi. Thì em có dự định đến thăm các bạn ở các nước đấy không? Em nghĩ là sau chương trình này bọn em sẽ trở thành những người bạn rất là tốt với nhau và có thể thì tại sao không? Sau cái chương trình này em nghĩ là em có thể tích lũy được những cái kinh nghiệm như thế nào? Em nghĩ đây là một cái hành trang quý báu cho bản thân mình, không chỉ là dành riêng cho những bạn trẻ muốn đi du lịch đâu, mà là những bạn trẻ muốn khám phá, tìm hiểu xem là bản thân mình đang có những cái tiềm năng gì, mình có thể phát triển hơn thế nào nữa trong tương lai. Em vừa ra trường rồi thì em sẽ làm công việc gì? Em dự định vào cái ngành nghề nào? Bây giờ thì em đang đi dạy tiếng Anh, bởi vì chuyên ngành em học ở trường là chuyên ngành tiếng Anh sư phạm. Nhưng mà em muốn sau đây sẽ tìm thêm những công việc nào mà giúp em có thể là hơi thiên hướng về du lịch một chút, để em có thể thỏa mãn cái đam mê du lịch của mình nữa. Thế sau này có thể em thành cô giáo đúng không? Thế thì em sẽ dạy các học sinh của mình điều gì ở các cái sự kiện văn hóa như thế này? Em sẽ nói với các bạn là khi các bạn còn trẻ thì đừng có chần chừ gì nữa, mà khi cơ hội đến với mình, khi thấy những cái chương trình như thế này, hãy tham gia, hãy sống hết mình với tuổi trẻ mình đi. Ok, cảm ơn em.